Rồi chào các bạn, chuyên mục này là tổng hợp sửa chữa thay thế làm theo yêu cầu về mẫu dòng xe ga. Giới thiệu các bạn đây là Scoopy Thái. Thì xe Scoopy nó chia ra hai mẫu, là một mẫu Thái và một mẫu là Indo. Mẫu các bạn đang thấy là mẫu C12 Scoopy Thái. Xe Thái thì mắc cấp đôi xe Indo nha. Xe Thái thì tầm khoảng 8 máy cũ, xe Indo tầm khoảng 3 máy cũ là một. Thứ hai là AB FI 110, đời 2010. Thay áo, xe này là chủ xe sử dụng để chở hàng nha các bạn. Thì bây giờ làm những gì á thì sẽ báo các bạn đó. Và các bạn sẽ coi là quá trình này là sẽ xuyên suốt ha. Rồi quay lại xe Scoopy đi các bạn. Xe này là xe nữ chạy, nữ chạy đi bán cơm. Thì là bây giờ là đi thời gian lâu á, là té ngã cong tay thắng, là sẽ thay tay thắng. Chủ xe nói là dặn ga lên xong thòng giờ nghe rè rè rè. Chủ xe kêu kiểm tra cả nồi. Chủ xe chơi xe là từ nhỏ tới lớn nha các bạn. Ảnh chơi là từ xe ẹt, nói chung là quay rim rồi ảnh chơi hết 350 ảnh chơi luôn đó. Thì là bây giờ sẽ là xử lý cái nồi. Dạ cảm ơn anh. Rồi bắt đầu là làm cổ phục chén ba, kiểm tra chén cổ rồi. Dạ cứ về em sắp xếp hết là ngồi trên nhà là nhận được cái xe à. Dạ ok anh. Chào các bạn, trong chuyên mục tổng hợp xe ga này em sẽ giới thiệu với các bạn là SH300i này. SH300i nha các bạn. Thì xe ở đây á, thực sự nếu mà nói mà về đắc ý 300i 350 mà kêu mà bảo dưỡng thay full nồi á, nghe cũng rung các bạn. Rung mà sao tiền á, mà trong quá trình em làm á, thực sự em thấy để cũng quái lắm. Cái người đi cái xe rẻ tiền á, người ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn người ta sửa chữa cái xe. Ví dụ như cái gì, người đi cái xe rim đi, người ta sẵn sàng bỏ ra số tiền 50-60 triệu rồi người ta làm cái xe. Mà cái người mà đi cái xe mắc tiền á, ví dụ như là đi 300 nè, đi rắc ý, đi bác sĩ, thì lại không có đồng ý bỏ ra số tiền lớn để mà làm một chiếc xe, mà chỉ là bỏ ra số tiền nhỏ mấy trăm ngàn, một vài triệu mà để sửa xe rắc ý 300-350. Em gặp hoài luôn, đúng các bạn. Thì ở đây nè, ở đây cũng gặp có một người khách đi 300 mà đi phục ô lìn mà sử dụng HBA là các bạn biết, là biết rồi đó. Thì sáng này có chủ xe nữa, mở ra thì dây cu ra người ta hư, mấy cái đồ trên xe đâu ta. Nói chung đồ làm lúc nào cũng trả về cho khách nha các bạn. Cho nên anh em mà coi kênh khỏi băn khoăn, khỏi thắc mắc. Một đó là dây cu ra người ta hư thì em thay dây. Mà em thay dây thì em thay bằng gì? Em thay lại là đúng dây cu ra của Nhật luôn nè các bạn, mắc anh da băng. Rồi thì giờ đầu tiên thay xong giờ cho phép xé luôn để cho các bạn coi đó. Cũng lâu lâu mới có dịp mà dám, thực sự là dám xài đồ hãng các bạn. Cái này là full đồ hãng á. Rồi đây, hàng thiệt thì không sợ lửa đó. Mở ra cho các bạn coi mã dây nè, nó có cái phấn vàng vàng, cái chữ khắc vàng vàng y chang dây dinh trên xe luôn đó. Cái này là đồ chính hãng luôn nha các bạn, chứ không phải đừng có nói đồ loại 1, loại 2 gì nha. Đối với em á là không có đồ loại 1, loại 2 gì đâu. Một là đồ dinh, hai là đồ lô, chứ đừng có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 gì hôm nay hết. Rồi tiếp đó nói về cái vụ cái nồi đi. Cái nồi của ảnh á thì các bạn thấy bố anh càng nè, là người ta móc á, nó quét cái này luôn nè các bạn. Rồi camera trả giờ một chút đi nè, anh dựng đứng lên nè. Người ta móc ba cái cặp, cái chỗ này là chỗ móc là sau ba càng, người ta móc quét luôn đó. Rồi tới xét lại thì khi mà móc quét vậy á, bắt buộc luôn á là mình phải thay rồi các bạn. Cái này là người ta móc hư luôn, người ta không có dụng cụ chuyên dụng đó, người ta móc hư luôn. Rồi thì em ở đây thì hồi đó giờ các bạn hay thấy em xài bố dinh, nhưng mà xe này em sử dụng là bố carbon đen cho ảnh ha. Đó đây, sử dụng bố carbon đen cho ảnh, và em lấy đúng cái chuông của ảnh em làm lại cho ảnh. Thì nó tùy vô cái nhu cầu khách hàng, ví dụ như là sẽ có người em sử dụng bố dinh, có người em sử dụng bố độ, hoặc là bố đen, bố carbon, bố gì ở thị trường có là em có các bạn. Cặp mâm nhôm trên xe của người ta nè là em giữ em xài lại. Ở đây là thật sự là những mặt nhôm SHI, SH350 đồ hiếm thay lắm nha. Bu ly của ảnh thì chưa hư, và bu ly này á 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, bu ly ảnh thì chưa hư ha. Đó rồi, nhưng mà hồi sáng là ọc nhót rồi, có chủ xe đứng thì bây giờ em sẽ thay lại. Em thay lại xin phó bu ly hãng. Xin phó bu ly là cái gì? Là nó sẽ có bốn cái xin phó bu ly này nè, mà của 350 của 300 á là nó khác nha các bạn. 300 là nó bự ù à, nó bự hơn nè. Thì giờ nó bự như cái bản mặt em đây mà. Đó. Thì dĩ nhiên là nó phải khác rồi, mấy cái nồi kia nó chút xíu rồi các bạn ơi. Còn nồi này thì là nó bự lắm.
sao mà rớt nổi, rớt mày đền chứ tao đền đâu, xe mày làm mà mày nói rớt mày đền chứ. Rồi mở bò mà để vô bu ly á là em sử dụng mở bò hãng đó. Nè các bạn coi nè, anh em nào mà chơi quay rim là biết, thấy cái bịch này là biết giá trị liền nè. Đó các bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là cái bật đèn nè các bạn. Đó bật đèn hãng là tới là nó sẽ là một mặt bích nè. 6902 là giống ấy đó, một mặt không bích nè. Là cái mặt đèn này là nó nằm ở đâu, là nó nằm trong đây nè các bạn. Mà cái mặt quay nó, mình phải quay cái mặt bò bò lên nha. Đó rồi còn mặt đèn này nè là gì, mặt đèn này nó khác nè, mặt đèn này nó ù chà bá à. Mình cũng lựa mã nhật cho ảnh luôn đó bạn con nè. Bởi vậy đồ mắt anh da băng đèn quay hết NTN là giống như mình hay xài đó giờ các bạn. Mặt đèn này nằm ở đây, ép vô nha tí nha. Rồi cái này là gì, này là ba kẹp trượt nè, mắt anh da băng. Hồi sáng của ảnh xài ba kẹp trượt lô các bạn, thì khi mà xài ba kẹp trượt lô người ta chêm lông bia cho ảnh, nó ăn vô cũng hết, là nó ăn có ăn đầu à. Đó rồi quay lên đây tí anh xé ba kẹp trượt ra luôn, quay lên đây nè. Đó mình trả vào lại ba kẹp trượt dinh cho ảnh luôn. Đúng ba kẹp trượt dinh đó, cái chữ KAB này tí đó. Rồi tí quay trên đây tí nó có chữ K bên nè, ba cái trượt mới nè, đúng của Nhật luôn nè. Rồi bi nồi nè, bi nồi ghê hơn nữa, bi nồi là đúng bi nồi của Nhật luôn. Bi nồi Vinh là nó màu này các bạn đó, nó sống như tí nè nè nè, từ từ, từ. Nó sống nha. Ví dụ như các bạn hay cầm viên bi nồi lên các bạn lắc á, các bạn nghe cọc cọc các bạn nói bi nồi người ta hư chứ, nhưng mà tại vì nó quan ly tâm mà, lúc mà nổ ra anti vậy chứ, mà các bạn thóc lên cái là cái bi nồi nó bung ra mà, là nó dính vô rồi cái, nó đâu có lắc nữa đâu. Đây đây đây, làm sao mà khán giả coi được ta, má hay lắm nha tí nè. Thấy em Linh, như bi nó sống nha các bạn. Bởi vậy Việt Nam mình á, thì làm cho nó bốt không à, Việt Nam mình là phải bốt, phải nặng, phải đồ. Chứ mà thực sự những cái máy này là máy chuyên dụng, máy lớn luôn à. Đầu lòng nó cũng kêu rất lớn, nó xài cam cò, nó xài đồng tiền. Đó, nó có đi cái xe mắc tiền chứ, nhưng mà không phải là nó sẽ êm đâu nha. Đó, nè các bạn coi nè, là viên nào cũng vậy hết nha. Em tí không kiểm tra đồ đẹp, đồ kỹ đó không, đâu có biết. Nè đó, nè là nó sống. Bởi vậy cho nên là khi các bạn coi kênh em á, nó có nhiều cái hay để các bạn coi và trải nghiệm lắm. Rồi xe Bảo mở điện thoại lên thôi khỏi, chào các bạn. Xe clip Thái 125 đời đầu, đúng clip Thái đời đầu luôn nha các bạn. Các bạn nhớ hồi đó em có dọn xe này nè, là xe của anh B Biên Hòa á. Mời camera quay sơ tình trạng cái xe đi. Thì cái xe này nè các bạn đang thấy á, là chủ sở hữu xe này người ta có tới 2 chiếc xe này rồi nha các bạn. Thì bữa giờ trong quá trình em làm em quên quay cho các bạn coi. Thì ví dụ một cái thôi, mình nói các bạn đơn giản, nếu bây giờ các bạn thư cái mica đồng hồ, các bạn bể pha đèn, các bạn mua đâu? Pha đèn trước nè, mica đồng hồ nè, các bạn thấy không? Là cũ của người ta rạn rất là nhiều nha các bạn, kêu là rạn nát luôn. Ở đây là em thay qua mica đồng hồ mới rồi đó. Tiếp đến là cái này, này kêu là pha đèn. Cái xe đời này pha đèn nó riêng nha, xi nhan nó riêng nha các bạn, nó không có gặp chung với nhau đâu. Cho nên các bạn thấy nè, mặt này mới nè, mặt này cũ nè, là ở đây em chỉ thay cái pha đèn này thôi. Thì mà em có sẵn tại tiệm luôn nha, các bạn thấy ghê không? Đó thì em quay clip này để mà anh em nào khi mà bị hư, bể, tung, té, muốn mua phụ tùng zin chính hãng kiếm em có sẵn là một. Rồi ví dụ những cái xe đời này khi mà đi lâu cần xử lý cái gì thì vô nè. Một là em làm cổ phụ chân ba trước cho chủ xe, sau đó là em thay hai cái bạc đẩy bánh trước. Và cái đời này á, em trai này đi hai xe là hai xe đều hư hết cái đồng hồ, đúng không? Đồng hồ này nè các bạn, là nó bị cái xe màu nâu. Xe này nó sẽ có một dàn áo là màu nâu cà phê sữa, là màu nâu cà phê sữa là bị hư màn hình LCD hả? Còn cái này là bị tắt đèn nền đồng hồ, đúng không? Đó, cái xe này của em trai thì bị hư đèn nền đồng hồ, là giờ em làm lại có nè. Còn cái xe nâu cà phê sữa của em á, là bị hư màn hình LCD. Tất cả đều sửa được nha các bạn, sửa xong thay mica đồng hồ luôn.
vệ sinh cụm dầu tháng trên nè, 4 tháng trước, giữa tháng trước nè, 4 tháng sau nè, vệ sinh họng xăng kim phun nè. Làm vậy ra ra thì ở đây em làm tặng em trai kỷ niệm đó. Lát lấy cái khăn lau lại ha, tay chân mình nhớt, xe mới rửa chủ xe á, nhớt máy nhớt láp, làm nồi là em làm full cái nồi luôn. Xe này đi đó giờ rất lâu nè, camera quay ở đằng sau nè, đi là ở nhà sử dụng, chắc là có chở hàng chứ gì không nhỏ, có chở hàng nữa, cho nên là các bạn thấy nó cũ nó đồ. Nhưng mà những cái clip đời này nè các bạn, sẽ cực kỳ máy êm và bền, tới giờ là chưa làm máy lần nào đúng không, nói chung là máy đi ngon đã lắm đó. Rồi một cái lọc xăng, đóng tăng bu bánh sau, châm nước mát, lọc gió và thay cặp vỏ. Xe kia không có thay vỏ, nhưng mà xe này do vỏ xe chủ xe đi quá mòn các bạn, là em thay cặp vỏ cho chủ xe. Vậy là sơ qua là xong 100%, sẽ tiến hành là giao xe cho chủ xe. Ở xe này là chủ xe làm em, hai xe đều là cơ thích thái đời đầu hết, một xe là nâu pha sữa và xe này là màu đen đỏ, tạm gọi là màu đen đỏ nha.